Kính chào quý vị và các bạn xem đài. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái máy tính cá nhân ở trong gia đình chúng ta nó trở nên rất là quen thuộc. Chúng ta có thể dùng máy tính cá nhân trong rất là nhiều cái lĩnh vực, từ cái chuyện mà chúng ta giải trí cho đến chúng ta có thể ứng dụng nó trong cái chuyện thiết kế đồ họa. Thế thì chúng ta thấy rằng Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có ý định thực hiện chương trình đồ họa trên máy vi tính. Thế thì chúng ta thấy là ngoài cái chương trình này, chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp cho quý vị các bạn chúng ta sẽ học được, chúng ta qua những cái buổi phát hình, chúng ta sẽ học được những cái bài, những cái công cụ để sau này nếu chúng ta cần, chúng ta vẫn có thể có được một cái nghề để chúng ta có thể thiết kế được, thực hiện cái quá trình thiết kế. Ví dụ như chúng ta thiết kế trang trí nội thất, chúng ta có thể thiết kế đồ gỗ, thậm chí chúng ta thiết kế cơ khí xây dựng, hay chúng ta sẽ làm hoạt hình vân vân. Thế thì cái chương trình này, trong phần đầu tôi sẽ giới thiệu quý vị và các bạn một cái phần mềm hết sức cơ bản, phần mềm rất là quen thuộc đối với chúng ta và ngày hôm nay nó được sử dụng rất là rộng rãi trên thế giới, đó chính là phần mềm AutoCAD. Thế thì phần mềm AutoCAD là một cái sản phẩm có thể nói là rất rất thành công của hãng phần mềm về đồ họa kỹ thuật Autodesk. Hãng phần mềm đồ họa kỹ thuật Autodesk là tác giả của rất nhiều những cái phần mềm từ trong lĩnh vực cơ khí, trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, vân vân. Thế thì ngày hôm nay chúng ta thấy từ những năm 1982 khi mà hãng Autodesk bắt đầu trình làng ra những cái phiên bản đầu tiên của sản phẩm đầu tiên, đó chính là AutoCAD. Thì chúng ta thấy rằng AutoCAD được những người sử dụng và những người thiết kế chuyên nghiệp và sử dụng như là một cái công cụ hàng ngày. Và thậm chí ở trong các cái đơn vị hiện thời, khi mà chúng ta thấy rằng ở các cái cơ quan xí nghiệp, thậm chí trong cái chuyện chúng ta thiết kế đồ gỗ, chúng ta vẽ nội thất, chúng ta vẽ trong xây dựng kiến trúc vân vân, thì cái người họa viên, một số đơn vị chỉ yêu cầu rằng họ chỉ cần biết sử dụng cái phần mềm AutoCAD. Cái phần mềm AutoCAD đó nó sẽ là cái nền tảng để cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể phát triển cho những phần mềm cao hơn. Thế thì với một cái thông qua những cái buổi phát hình của chương trình đồ họa trên máy vi tính của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị các bạn sẽ có được một cái công cụ hữu ích để chúng ta có thể thực hiện cái quá trình thiết kế. Thế thì cái phần mềm AutoCAD chúng ta thấy ở trên cái màn hình của chúng ta. Thế thì trên cái màn hình của chúng ta thấy ở cái góc bên tay trái ở phía trên, chúng ta thấy ở này. Đó là chúng ta thấy một cái vẽ, một cái khu quy hoạch, một cái khu đô thị hay một cái khu dân cư nào đó chúng ta thấy. Thế thì phần mềm AutoCAD vẫn là cái nền tảng cho những cái phần mềm phía sau của Autodesk, đó chính là Autodesk Land Development, để giúp chúng ta vẽ quy hoạch, vân vân. Hay là chúng ta thấy rằng là nó có thể dùng để vẽ, AutoCAD vẫn là cái nền để chúng ta vẽ một cái bản, làm một cái bản đồ số. Ví dụ như vậy, chúng ta thấy nhìn ở phía dưới này, ở giữa, chúng ta thấy có một cái bản đồ số đó. Chúng ta có thể dùng là ký ở cái vị trí mà con chuột tôi chỉ ở đây nè. Thì quý vị và các bạn thấy rằng AutoCAD được dùng như là cái nền tảng để phát triển cho cái phần mềm gọi là Map 3D, tức là một phần mềm tạo bản đồ, một cái bản đồ số 3D. Thì cái công cụ này cũng khá là mạnh mẽ. Thế thì chúng ta cũng thấy rằng Autodesk vẫn có thể dùng ở bên cái góc trái bên dưới này, chúng ta thấy để vẽ kiến trúc. Thì cái nền của nó vẫn là sử dụng AutoCAD. Thế thì AutoCAD lúc đó lại được sử dụng trong một cái sản phẩm mà chúng ta gọi đó là Autodesk Architectural Desktop, tức là chúng ta dùng để thiết kế trong kiến trúc và trong xây dựng. Thì cái phần mềm này chuyên dùng để tạo các cái mô hình 3D. Và ngày hôm nay chúng ta đã có tới cái phiên bản là AutoCAD 2007. Chúng ta có cái bản Architectural Desktop 2007 và cái bản phiên bản cao hơn nó, tức là Autodesk Building System 2007. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái công cụ trong một cái hệ phần mềm có thể hiểu và trao đổi với nhau rất là mạnh mẽ. Thế thì đến ngày hôm nay, riêng cái hệ sản phẩm này từ cái lĩnh vực sản xuất, chế tạo, manufacturing, cho đến lĩnh vực trong cái công trình, ví dụ như là những tòa nhà, lĩnh vực building, thì chúng ta vẫn thấy rằng có đến khoảng chừng trên dưới là 15 phần mềm khác nhau vẫn có liên quan và có một cái nền là dựa trên cái nền của AutoCAD. Thế thì AutoCAD thực sự thì chúng ta thấy trên thị trường cũng có rất là nhiều tài liệu khác nhau. Thế thì trong cái phần này chúng ta sẽ tìm hiểu nó giống như là ở những cái bước đi đầu tiên làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng AutoCAD. Thì chắc là các bạn xem đài sẽ thấy rằng cái chuyện sử dụng AutoCAD rất là dễ dàng. Chúng ta thấy nó không có gì phải quá khó khăn hết.
Nhưng nếu chúng ta thành thạo được phần mềm AutoCAD thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái phần mềm cao hơn nó để chúng ta có thể, ví dụ như ở đây chúng ta thấy nè, chúng ta làm những cái mục, có thể làm được những chuyện khác. Ví dụ như ở đây trên màn hình chúng ta thấy đó, chúng ta thấy rằng là người ta thiết kế nội thất thì cái phần mềm này có thể đã được diễn họa, tức là chúng ta thấy là nó render, nó kết xuất ở trong cái phần mềm là Autodesk Vid hay là Autodesk gọi là 3ds Max. Đó là một cái phần mềm cũng rất là phổ biến để chúng ta thấy làm nội thất. Thì cái mô hình này có thể dựng trực tiếp từ trên cái một cái sản phẩm dựa trên cái nền của AutoCAD, đó chính là Architectural Desktop. Hay chúng ta thấy một cái phần mềm, một cái sản phẩm khác nữa ở phía dưới góc dưới bên phải của màn hình đó, chính là một cái sản phẩm gọi là Mechanical Desktop. Thế thì những cái người thiết kế thực tế trong lĩnh vực cơ khí hiện nay thì người ta vẫn thường hay sử dụng, hầu hết các đơn vị là sử dụng là Mechanical Desktop 2007. Thế thì với cái phần mềm AutoCAD 2007, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có nhiều cái công cụ khác nhau lắm. Quý vị sẽ thấy rằng nó thú vị và cái chuyện học đó cũng sẽ đem đến chúng ta nhiều lợi ích. Vậy chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu bên trong của AutoCAD, nó có những cái gì, chức năng gì bên trong. Thế thì trên cái màn hình chúng ta đó chính là cái những cái tính chất, những cái thông số về cái phần mềm AutoCAD. Chúng ta thấy từ cái phiên bản 2006 và 2007, đặc biệt là cái phiên bản 2007, thì AutoCAD đứng về mặt giao diện cũng có nhiều cái thay đổi. Những cái thay đổi, nhưng mà về cái bên trong cái cách cấu tạo ra cái đối tượng ở trong phần mềm AutoCAD, các đối tượng nằm trong phần mềm đó, thì chúng ta thấy là có khi nó cũng là chúng ta thấy nhìn nó tương tự những phần mềm trước, nhưng thực chất thì nó đã có những thay đổi rất là sâu sắc về những cái mô hình thể hiện bên trong. Thì chúng ta thấy rằng cái phần mềm AutoCAD được sử dụng rộng rãi. Nếu mà quý vị các bạn thấy rằng ở bên ngoài đó, người ta có thể học là làm họa viên kiến trúc trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 tháng, người ta vẫn có thể có được một cái nghề. Hoặc là người ta có thể học trong các kỹ sư hay là những kỹ thuật viên, hay là những người từ các trường, các cái lĩnh vực liên quan kỹ thuật, thì chúng ta thấy rằng họ cũng phải sử dụng AutoCAD. Có thể nói là AutoCAD được sử dụng hết sức rộng rãi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng để sử dụng được AutoCAD thì chúng ta sẽ thấy có số lệnh thực ra mà chúng ta sử dụng đó. Thì quý vị các bạn sẽ xem nè, là chúng ta thấy trong chương trình chúng ta là AutoCAD, chúng ta chỉ đếm số lệnh trên đầu ngón tay, tức là nó rất là dễ để cho chúng ta sử dụng. Chúng ta thấy rằng cái phần mềm AutoCAD, giống như tôi nói hồi nãy, nó có phải trên dưới là 15 phần mềm khác nhau, là có liên quan, có gốc rễ từ cái phần mềm AutoCAD. Những cái sản phẩm, những chi tiết thiết kế từ AutoCAD vẫn có thể trao đổi và có thể mở và hiệu chỉnh trong những cái phần mềm đó. Thế thì chúng ta thấy rằng cái AutoCAD nó có ý nghĩa, nó là ý nghĩa nền tảng đối với lại những cái phần mềm tiếp theo. Chúng ta thấy rằng cái phần mềm AutoCAD 2007, cái phiên bản 2006 và 2007 thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có những cái thư viện chi tiết và nó cũng có luôn những cái công cụ đi kèm. Chúng ta thấy nó hết sức mạnh mẽ. Ví dụ trong đó chúng ta có AutoCAD Design Center, nó có những cái công cụ, những cái biểu tượng vân vân, hay là những cái symbol đó để cho chúng ta chèn vào trong cái bản vẽ chúng ta mà chúng ta phải không mất thời gian để chúng ta vẽ lại. Chúng ta thấy những cái mô hình khác để chúng ta quan sát cái đối tượng 3D vân vân. Thì chúng ta thấy rằng ngoài cái công cụ đó chính thống ở bên trong phần mềm thì chúng ta cũng có những cái công cụ khác. Đó là những cái công cụ gọi là những công cụ hỗ trợ Express Tool. Những công cụ này ví dụ như là chúng ta bình thường mà AutoCAD để mà chúng ta gõ, chúng ta làm một cái lệnh đó, chúng ta gõ một cái hàng chữ chạy theo một cái đường cong nào đó trong không gian chẳng hạn, hay là chúng ta thấy một cái đường cong, thì hầu như AutoCAD chính thống là rất là khó khăn. Nhưng mà với phần mềm về AutoCAD mà có hỗ trợ những công cụ hỗ trợ như là Express Tool thì chúng ta thấy rằng chuyện đó trở nên rất là dễ dàng. Ví dụ tôi có thể đánh một cái chữ vòng quanh một cái vòng tròn chẳng hạn, thì chuyện đó là nó có phần mềm, nó có cái công cụ hỗ trợ cho cái phần mềm của chúng ta. Hay là chúng ta thấy rằng cái AutoCAD ở những cái phiên bản sau này, từ cái phiên bản 2007, chúng ta có thêm một cái môi trường nữa là gọi là 3D Modeling. Thì các bạn xem đài sẽ thấy rằng trong cái chương trình của chúng ta thấy là cái công cụ đó nó rất là trực quan.
chúng ta có thể tạo ra các đối tượng 3D, hiệu chỉnh nó cũng dễ dàng hơn. Nếu chúng ta có kiến thức tốt thì chúng ta sẽ chúng ta thấy là khi chúng ta chuyển lên những phần mềm cao hơn, ví dụ như những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng sử dụng phần mềm architectural desktop chẳng hạn, thì những cái lệnh nó thêm một số lệnh khác. Thì chúng ta hiểu được gốc rễ của nó thì chúng ta thấy rằng thực hiện một cái mô hình rất là dễ dàng, một mô hình 3D rất là dễ dàng. Trong thực tế, khi mà thực hiện một cái mô hình nhỏ, một cái biệt thự khoảng như một trệt, khoảng là có một tầng lầu đó chẳng hạn, trong một cái khuôn viên như vậy, thì với cái phần mềm AutoCAD, với cái phiên bản của Architectural Desktop 2007, thì một kiến trúc sư tôi đã thấy rằng họ dựng trong khoảng chừng hoàn chỉnh khoảng chừng một buổi sáng, tức là họ có thể làm khoảng chừng 3 đến 4 tiếng thì có thể hoàn thành được rất là nhanh. Thì chắc là quý vị các bạn sẽ thấy rằng cái phần mềm này nó sẽ mạnh mẽ tới đâu. Thế thì ở trên màn hình của chúng ta là các cái hình minh họa của cái sản phẩm AutoCAD 2006 và 2007. Đó, thì có thể nói rằng nó trong một cái khoảng thời gian rất dài từ năm 1982 cho đến ngày nay thì AutoCAD vẫn là một trong những phần mềm sử dụng thiết kế 2D, đặc biệt là 2D rất là mạnh mẽ, và trong hầu hết các công ty xí nghiệp ở đây ở Việt Nam chúng ta, ở trên thế giới thì người ta cũng sử dụng AutoCAD. Chúng ta thấy những cái mô hình vẽ quy hoạch nó vân vân, chúng ta thấy vẽ từ Land Development, chúng ta có thể dùng Civil Design, Civil 3D vân vân các kiểu, thì chúng ta thấy là cái khả năng của AutoCAD nó rất là mạnh mẽ. Thế thì chúng ta thấy ở đây chúng ta nói nhiều đến những cái ưu điểm của phần mềm AutoCAD, nhưng chúng ta cũng sẽ nói đến có những cái điểm yếu của nó. Tức là thực ra thì đối với phần mềm AutoCAD là nó được phát triển dựa trên những cái mô hình, mà những cái mô hình khối cứng, khối solid, mô hình ASCII, tức là chữ là chúng ta thấy rằng những cái mô hình đó nó rất là khó để cho chúng ta có thể hiệu chỉnh một cách linh hoạt được. Chính vì vậy mà khi chúng ta thực hiện những cái phần mềm CAD á, vì các bạn thấy rằng cái phần mềm mà những cái phần mềm tạo các đối tượng tham số, ví dụ như là trong lĩnh vực cơ khí hay là một số lĩnh vực khác thiết kế 3D, người ta dùng AutoCAD Inventor. Đây là chúng ta thấy là ở trong cái phần mềm mà dựa trên cái nền của AutoCAD, ví dụ như là Architectural Desktop chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng cái lệnh của nó là sự trộn lẫn giữa những cái lệnh của AutoCAD và những đối tượng được tạo ra từ AutoCAD và những đối tượng tham số. Cái nhược điểm của cái phần mềm AutoCAD nói chung đó chính là cái khả năng tạo mặt cong, hiệu chỉnh các mặt cong. Nhưng mà trong thời gian rất dài thì cho đến năm cái phiên bản năm 2007, quý vị các bạn thấy trên màn hình đó, thì chúng ta thấy rằng những cái mặt cong hiệu chỉnh của đối tượng vân vân thì cái chuyện đó trở nên cũng mềm mại hơn, chúng ta sửa nó cũng dễ dàng hơn. Thế thì chúng ta nhìn thấy cái giao diện của trên một cái ở trong AutoCAD á, trên cái gọi là môi trường thiết kế là gọi là 3D modeling. Chúng ta thấy ở bên phải của màn hình á, chúng ta thấy những cái lệnh tập hợp tất cả những cái lệnh gọi là cái bảng dashboard. Tức là những cái lệnh, những cái công cụ mà sử dụng thường xuyên của cái phần mềm